Quý vị thân mến, hiện tại thì em Dương đang có mặt tại gia đình của nhà năm cháu ở trong phiên tòng. Trong ngày hôm nay thì em Dương tiếp tục vào đây để trao cái phần quà gồm có 3 chiếc chăn bông mà được có bà Ninh Thị Minh Nguyệt có gửi đến hỗ trợ cho gia đình là 10 triệu 500 nghìn đồng. Thứ nhất là bà cũng muốn là mua cho gia đình là 2 con dê cũng như là 3 chiếc chăn bông. Tuy nhiên là về cái khoản là mua dê thì anh em hiện tại là còn đang vướng vào cái chuồng của nhà anh Chứ. Vì là cái chuồng nhà anh ngày trước thì cũng có thả con vật nuôi, nhưng mà sau khi mà vợ anh Chứ có bỏ đi thì anh cũng suốt ngày đi lang thang làm thuê rồi là đi uống rượu chè nhiều ấy. Thì cái chuồng cũng đã sập sệ rất là nhiều, và trong hôm trước thì em Dương cũng có vào đây để mà thông báo cho gia đình nhà anh, và anh cũng có hứa là sẽ từ nay về sau không uống rượu chè nữa, và để mà sẽ chuyên tâm vào chăn bẵm con vật nuôi cũng như là sửa lại trang sang lại cái chuồng trại. Thì sau khi sửa xong thì anh em mới bắt đầu mua cái con vật nuôi vào được ấy. Thì hôm nay em Dương vào thì con vật nuôi cũng chưa mua được, thì anh em sẽ đi vào trong này để trao cái phần quà gồm có những cái chiếc chăn bông đi vào trong này cho gia đình. Đây là cái những chiếc chăn bông đấy, em Dương cũng đã mua vào đấy ạ. Và còn tiện thì hôm nay em Dương cũng vào đây thì cũng muốn xem xong là anh Chứ đã chuẩn bị sửa sang lại cái chuồng trại đến đâu rồi. Nếu mà gia đình đã hoàn thiện xong thì em Dương cũng sẽ cùng bàn bạc với anh em đội team sẽ tiến hành là bắt đầu mua con vật nuôi cho gia đình, để anh Chứ bắt đầu tiến hành chăn nuôi trong gia đình mình ạ. Đây nhá, anh Chứ nhá. Nông phê lòi thì mua tụ phao nửa pa du chỉ phố on này thì là du cho pả phố on mà nông đi pê du cho pả là phố on tê chỉ du cho chỉ mà thật tiêu ao tàu phố mà pê ra mà du là phố on nông này uối nó tàu uối chọn tàu à. Thế hôm nay đang sửa chuồng rồi gì nông này uối tàu kiện thì nông này pê uối nhìn đi pê là chất lá pê sẽ sống được tạm mà pê là uối là nó mỏ tạm mà pê trả mà uối chọn tàu. À, thì ra là hôm nay là anh Chứ cũng đang là sửa sang lại cái chuồng, nhưng mà hiện tại là do là bà con cũng đang đi lấy cái tre cái nứa về ấy, thì cũng đang đến giờ trưa rồi, bà con đang nói cơm thì gia đình cũng chuẩn bị một ít cơm trưa gọi là bữa ăn nhẹ cho bà con để ăn cùng nhau, sau đó thì đến chiều mới tiến hành là bắt đầu là bổ những cái tre đấy ra, cái nứa ra rồi bưng lại xung quanh sau. Thì nhân tiện hôm nay em Dương đến đây thì em Dương sẽ trao cái vật quà cho gia đình nhà anh Chứ, sau đó thì sẽ cập nhật đến cái tiến độ sửa sang lại cái chuồng của nhà anh Chứ đến đâu để cho toàn thể quý bác biết ạ. Đấy nhá, đây là những cái chiếc chăn bông mà em có mang đến đây, đây cho gia đình nhà của nhà anh. Cho nên cho bà nữa là biết hay thì do nó qua hay thông danh rồi cho cao đi. Cho sinh táo hay là phong hoặc là tia cho cứ sát là cho sinh u tổ tổ nhịp sát là cho cứ phong này sát là phá u tổ tổ nhịp nó mua bả u vô rồi. Mua bả u vô cho nó nó no. Có vô có sốt sô. Sốt sốt sinh u sốt sinh sát đại vơi. Cho cứ cho phong tạt tàn thông vơi. Vâng, đây là lời cảm ơn của anh Chứ, rất là cảm ơn bà Nguyệt đã gửi cái khoản hỗ trợ để đến giúp đỡ cho gia đình, không những như mua con vật nuôi còn mua thêm cả những cái chiếc chăn bông đắp vào mùa đông lạnh giá này. Thì rất là cảm ơn bà đã thương cái nghèo khó của gia đình anh. Còn hôm trước thì em Dương cũng có nói là muốn trích cái khoản quỹ đấy để mà tiến hành mua thêm cho gia đình làm đôi ba cái chiếu nữa. Tuy nhiên là do trong buổi sáng ngày hôm nay thì anh em đội team đi vào trong này thì cũng thứ nhất là chở cũng khá là nhiều đồ rồi, thứ hai là bây giờ còn vướng là cái khoản tiền quỹ để mua con vật nuôi nữa, thì anh em sẽ để lại đấy sau, nếu như mà sau khi mà mua con vật nuôi là còn dư lại tương đối là nhiều thì anh em sẽ trích dùng cái khoản quỹ đấy tiếp tục để mua cái chiếu vào cho gia đình. Còn nếu mà còn dư thì sẽ dùng cái khoản quỹ đấy để cho vào trong cái quỹ chung mà trước đây anh Cái cũng có đã công khai với toàn thể các bác về những cái khoản hỗ trợ của tất cả các mạnh thường quân giúp đỡ cho gia đình nhà anh Chứ ạ. Còn bây giờ chắc thì có lẽ em Dương cũng xin phép là lấy cái phần quà này đi vào trong gia đình nhà anh Chứ và mở cái từng cái chiếc chăn bông một ra để cho quý các bác được biết. Đấy nhá, anh em anh giúp em để bê cái này đi vào trong nhà đi. Thì em Dương chưa vào đến nhà nhưng mà đã nghe thấy những cái tiếng gõ có lẽ là bổ cây cũng như là chặt nhất cái thứ của nhà anh Chứ đấy. Đây, ôi, con trong này rất là nhiều đây. Ôi xu lọt,
đi chú à? À, tùy 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 lệnh thế anh chứ. Và con cũng đang hội nhà anh chứ là đang không biết là đang xào cái gì. Con đi uất gì nè? Kia là có rau cá dừa thế. Rau cá dừa. Đang cho ít mỡ vào để xào cái mon, nhưng mà em Dương cũng chưa thấy ở đâu. Tuy nhiên thì thôi chắc có lẽ là đi em Dương sẽ cập nhật lên đặt để các bạn được biết cái những cái món ăn mà hôm nay anh em dùng thì có những cái gì. Nhưng mà đây, anh chứa đi nhé. Đây là những cái chiếc chăn bông hôm nay em có mua vào cho anh đây. Đấy. Cho phả đi nhá. Đây, rồi có ba cái chăn bông nhá, phê lưu nhá. Đây một cái đây này. Còn hai cái trong này nữa. Đây là những cái chiếc chăn bông của em đã làm cầu nối giúp cho bà Nguyệt mua về cho gia đình nhà anh. Đây là những chiếc chăn bông, nhưng mà trước khi em cái phần chăn bông này thì gia đình bắt đầu sử dụng thì em nói với anh trước một lần, thì bao giờ đến hết mùa đông xong ấy thì cố gắng là làm sao giặt sạch đi để lại để mùa đông năm sau mình còn tiếp tục sử dụng nhá. Và cái thứ nhất đấy là những cái chiếc chăn bông mà em cũng đã mua và giúp đỡ cho gia đình nhà anh. Đấy là đây. Đấy nha. Đây là chăn bông của nhà anh này. Còn lại những cái chiếc chăn bông vỏ chăn các thứ đây này. Những cái này này. Cho nên ấy. Đấy, thì tất cả những cái vỏ chăn này này thì bây giờ hiện tại gia đình nhà anh đang có việc ấy, thì em không nói làm gì. Nhưng mà ngày mai giúp em lấy toàn bộ những cái vỏ chăn này đi giặt sạch hết cho em, để mình sử dụng những cái chân tấm chăn này mai mình lót ở bên dưới nó mặc nó ngủ sẽ ấm hơn. Vâng nhá. Vâng. Can tù nỉ nỉ ông chỉ mua hoa lửa mà chỉ u chỉ hay mà can tù lúc này mua hoa lửa can tù mua xi chanh mà chú tà cho ni yêu một chua tà nhá, cho một chua là có tà nhá. Đây có cả vỏ gối đây, đây có cả vỏ gối đây, có cũng rất là bẩn rồi thì mang đi giặt sạch hết cho em nhá. Vâng. Đấy thì cố gắng giặt sạch hết để sạch sẽ nó mình ngủ ấm hơn và cũng sẽ mình sẽ thoải mái hơn. Vâng nhá. Đúng rồi. Thì đấy là những cái công việc mà em có bảo anh trước, còn đây là những cái chiếc chăn bông, còn bây giờ anh cứ đi ra ngoài mà hộ bà con mình làm việc đi. Đấy là cái hôm nay em Dương cũng đã mang cái quần chăn bông vào cho gia đình nhà anh chứ, còn em cũng em Dương cũng là muốn để cho anh chứ đi hộ bà con trước, nhưng mà em Dương trước khi em Dương đi ngoài đấy thì em Dương cũng muốn cập nhật đến toàn thể các bác được biết những cái món ăn của bà con trong ngày hôm nay cũng có những cái gì ạ. Đây là cái mũi canh, nhưng mà em Dương không biết là bà đang nấu cái gì. Con đi học cô uống như thế nào bà? Đây chứ ạ. À, nấu cái canh này không ạ? À? Bà là bà nội phải không? Hoa giò bò. Hoa giò bò. Hoa giò bò. Chứ à? À vâng. Đây là cái miếng canh, nhưng mà chắc là chỉ nữa cho thêm mấy cái rau vào đây nữa. À đây. Có cái là cái mon này này. Không biết ở dưới xuôi các cứu bác gọi là gì, nhưng mà đây là những cái mon mà bà con ở trên này có xào lên để mà ăn. Và đây có thêm một bát nữa đây. Đó, một bát nữa đấy. Còn đây là cái chõ mèn mén mà lát nữa anh Chứ sẽ mời tất cả các bà con ở trên này để ăn bữa cơm trưa cùng với gia đình. Nhưng mà có một cái điều là em Dương hôm trước em Dương cũng có nhắn với anh Chứ một lần rồi, nhưng mà ở đây thì qua cái vung này cũng khá là nó cũng lâu ngày, chắc là cũng không được rửa ấy. Thì em Dương cũng xếp bà là đi rửa lại cái vung này rồi mình đậy cái chõ mèn mén này vào, vì không nó sẽ sợ những con động vật, cái sinh vật nó cộng sinh ấy, nó sẽ lại bám vào trong đầy nó không tốt. Bà ơi, con nhờ bà một tí, bà rửa một cái vung này hoặc là cái này đi, để đậy vào cái chõ mèn mén này giúp cháu vậy. Chua cho đi à, không thì vo cái mỏ mình chị thì mà chi dùng chưa. À đây có con dao đây,
Con dao này thì là hôm trước em Dương cũng có, với anh em đội team cũng thay mặt các cô bác sử dụng cái khoản quỹ cô bác có gửi đến để mà mua vào cho gia đình. Thì hiện tại thì gia đình cũng đã có con dao được sử dụng trong ngày hôm nay. Và bây giờ thì em Dương cũng xin tính kính mời toàn thể quý bác anh chị và mọi người cùng đi đến xem đến công đoạn bà con đến giúp nhà anh Chứ cùng có bao nhiêu người, cũng như là bà con sửa lại cái chuồng da của nhà gia đình nhà anh Chứ như thế nào nhé. Cái này chuyển hết ra ngoài anh Chứ. Con đi chuyển lò tuần đi ra. Chuyển lò chứ. Chuyển vào không? Nhưng mà cái này chuyển gì để ra ngoài bên này à? Vâng. Cái này để làm cột được mà. To thế đi. Ở đây mà con hiện tại là có người thì cũng đang hụ nhau đào cái những cái hố chắc là để chôn cột, còn một số thì đang bổ những cây tre để tạo để có thể là chuyển bưng lại những cái này bổ là bà con mình bổ làm giống như kiểu là mình sẽ đan lại những cái thành những tấm, giống như kiểu là bà con sẽ làm những giống như là cái vườn ấy. Tuy nhiên là ở đây bà con do là anh Chứ hiện tại là đi tìm những cái tấm ván để về để mà mình đóng vào để làm cái chuồng, thì bây giờ ở trong khu này thì anh gia đình anh Chứ rất là khó khăn như vậy. Đi mua cây để mà mình xẻ thì mua cây đã một khoản tiền rồi, xẻ còn phải mất cả một khoản công nữa, còn công vận chuyển nữa thì cũng rất là nhiều. Nên là anh em anh Chứ cũng chỉ đi đấy mua những cái anh kiếm những cây tre cây nứa ở đây về để mà bưng lại thôi. Hôm trước anh Chứ cũng nói với em Dương rồi, sẽ đi lấy những cây tre cây nứa để bưng thôi. Đây là những cái đống cây tre cây nứa mà anh Chứ có đi chuyển cho bà con đi lấy về đấy ạ. Còn đây là hiện tại các chị em cũng đang hộ gia đình nhà anh Chứ để mà bỏ những cái cây đấy ra để tiến hành là bưng vào nhé. Nhổ. Cái này là chôn cột để là quay hẳn cái chuồng luôn này anh Chứ. Do mà sau ối lưu ba kỳ lô sau ối lưu ba tạm mà hao nếu mà ra so hao tức là mình quay luôn một cái chuồng xung quanh đóng rồi sửa lại cái chuồng đấy được không để quay xung quanh cái chuồng để đảm bảo cái an ninh trước đúng không nhưng mà cái sử dụng cái cây này là cột là kiên cố lắm ấy nhỉ. Đây chắc là cũng cái này để lâu chưa? Lâu rồi, trong 2-3 năm à. 2-3 năm rồi à? Thế tức là từ ngày trước đến bây giờ là cũng ban đầu là cũng định làm đấy, nhưng mà không làm được thôi đúng không? Đông rồi. Đây em Dương cũng thấy hiện tại là anh Chứ thì cũng đã phát xung quanh cái chuồng của anh đấy. Anh đây này. Thì hiện tại anh cũng đã phát hết xung quanh đây. Từ những cái quả cái gì nhỉ? Cà cái thứ này. Cái cả thì anh cũng đã phát tán lên một to rồi tán lên anh tiến hành là bưng hết xung quanh để xung quanh cái chuồng, muốn là anh muốn là làm sao đảm bảo được cái an ninh tốt nhất có thể, thì sau đó thì anh mới sửa sang lại cái chuồng. Những hôm trước thì em Dương đến đây thì cũng chỉ thấy
quay quay xung quanh cái chuồng ở từ bên kia chứ nhìn sang bên này thôi. Nhưng ngày hôm nay ấy, thì anh Dương cũng khi mà anh Chứ cũng đã nó bắt xung quanh, anh đã xác định là sẽ quay toàn bộ xung quanh. Đây là những cái tình cái chỗ mà hôm anh Dương có cái miếng tôn của nhà anh Chứ bị củng và không có gì hết trên biển này vẫn ra được về phía bác này đó. Nên là em Dương mới bảo làm sao anh Chứ cứ cố gắng là mình sửa hết toàn bộ cái chuồng mình đã để nó để thả con vật nuôi, là cái thứ nhất để cho nó làm sao không bị sổ ra là cái đầu tiên này. Cái thứ hai là mình sẽ đảm bảo được cái an ninh của mình trong cái thời gian tới khi mà mình thả con vật nuôi ở đây, bởi vì lúc mình không có bất cứ con vật nuôi gì thì nó không làm sao, nhưng mà một khi mình đã có tài sản ở trong gia đình của mình ấy thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều người ta dòm ngó đến. Xong đó thì cái thứ ba là ở đây là các xung quanh của nhà anh Chứ đây thì các bác ạ, xung quanh ở đây thì bà con hầu như là trồng ngô quanh ở cái khu nhà của anh Chứ hết. Ở phía bên kia nữa, đây từ xuống đây này rồi sang mặt bên kia nữa cũng đều là được bà con sử dụng để có trồng ngô hết ở quanh khu này. Nên là nếu như mà mình không quay xung quanh để cho làm sao bảo vệ con vật nuôi được tốt ấy, thì đến cái mùa vụ bà con mà có trồng trọt thì em Dương cũng lo là đến lúc mình lại sổ ra, bởi vì con dê thì nó là ăn cỏ. À, đến khi mà mình mà biết người ta mà trồng ngô thứ ngô vừa mới mọc mới lần trồng một tí để con dê mà đi ăn hết, là mà còn một khi con dê đã ăn cây ngô thì nó sẽ không mọc lại được nữa, nó sẽ bị chết luôn cây ngô đấy. Thì mình cứ quay được lại đảm bảo an toàn, thứ nhất là an ninh, thứ hai là bảo vệ được cái tài sản của mình, thứ ba là mình bảo vệ được cái tài sản của bà con ở quanh khu này nữa. Nên là em Dương mới bảo anh Chứ là thôi cố gắng mình sửa lại sang lại cái chuồng của nó, thì anh em mới bắt đầu tiến hành là mua cái con vật nuôi để cho dành những Chứ. Đây là hiện tại có ông anh này cũng đang đào cái hố này đi, đào hơi nhỏ hay sao anh? Mềm gì á? Tờ sậy hả? Cái này á? Đâu định lấy cái cột nào mà chôn ở đây nữa. Dưa lưu là chợ kho vắt thì sau nè. Còn chân chị này. Trả tiền nhau tổ. Mềm gì á? Ý chả chứa mua cho chứa chứ hủ với bằng tay này. Thì anh năm nay bao nhiêu tuổi? 18. 18 tuổi? Ừ. Ôi, mình sắp hơn đây này. Mình là 27, gần 28, gần hơn gần 10 tuổi đấy. Em là anh em nhà anh Chứ này hay như nào đấy? Nhiều. Có vợ con gì chưa? Có. Mấy cháu rồi? Có. À, chưa có cháu à? Ừ. Vừa lấy vợ à? Ừ. Trước chắc vẫn đi học chứ đúng không? Không đi. Không đi á? Ừ. Thế vẫn nói được tiếng phổ thông bình thường đấy. Thời gian này có đi làm thuê gì không? Không đi. Không đi rồi. Ừ. Nhà ở tận đâu ấy? À. Nhà ở đâu? Chị bỏ. Chế nhờ từ nữa nè. Vâng. À, ở bên này á? À? Ừ. À, em trai của anh Chứ à? Ừ. À, thế nói bảo em trai thì sao biết ngay. Nhưng mà nhìn mặt em này thì lại không giống anh Chứ mấy nhỉ. Hơi khác một chút, anh Chứ người có người hơi đậm hơn một chút, còn em này thì lại người hơi gầy. Đấy, đào rộng ra một tí nữa em. Ừ. Tí lại mình chôn cái cột lại, chỗ cột lại to nữa, không vừa ấy. Ô sao vậy lo rồi, xí lo. Ờ, sao vậy? Cái con này. Cái xuống thì nó cũng trong tay mùi đấy.
Đây là cái bữa ăn cơm trưa của bà con ở trên này nhé, quý bác nhé. Đây có một ít cái món với cả cái này là không biết là cái canh gì. Đi ấy à? Cái này là mướp đắng, nhưng mà cái loại mướp này là mướp ở địa phương của bà con. Loại này lại loại nhỏ thôi, không phải cái loại dài to đấy quý bác. Và đây cái món mà ở nhà anh chứ không bao giờ thiếu nha quý bác ạ. Đây là cái món măng ớt, cũng như là những người trước mà anh chứ khi mà không ai được anh em đội team để đem đến những cái khoản hỗ trợ hay là của bác có gửi đến thì anh chứ thường hay là ăn ớt chấm với lại muối đâu. Và đây cái món mèn mén đây không bao giờ thiếu đây quý bác nha. Đây có một ít cơm mà bà con đang nấu, nhưng mà do là đây ở trên này là cái thói quen của bà con thường hay sử dụng nhiều, cũng như là để ăn đấy. Cũng không bao giờ sử dụng bát con này đấy. Đây là con này, anh em có ngồi ăn cơm thì ăn đi. Nào mà sao nó mà. Nó mà. Nên bố sao nó mà phép ta sao nó. Nó mà đi con này. Nó đi con này. Nó mà được. Anh đi em ngồi ăn. À cơm đây anh. Vâng, anh em cứ ngồi ăn đi. Ăn đi. Ngồi một mâm thôi à? Mâm thì là hai chồng xin lỗi. Ý chồng. À đây còn có cái mì tôm luộc để nấu canh nữa đây đúng không? Đấy món mì tôm đây đúng không? Ủa cái này hơi nhừ hay sao á? Mì xiên hả? Xiên. Chắc để một xiên lộn nấu được hơi lâu rồi ấy nhỉ. Thôi anh em ngồi ăn đi, bà con ngồi ăn đi. Mì đứa ngồi ăn. Bà ta chỉ hái cái con to đấy à? Chưa. Cô chưa. Lấy ra thì nhìn một chút mà không ai. Cô rất giống một nón này. Mua món chỉ cho bà ta. Này là chỉ xanh đây à? Mà hả? Là tấm to đây mà chỉ xin chỉ. Này. Nó cái mỏ bê thế à? Ăn đi rồi không đánh tao này đi. Ăn rồi này. Nào. Ta chỉ rồi rồi nè, mua tao đi. À, tao đi. Chắc chắc. Quên nhớ chi? Tao đừng có tay. Là bà phú mỹ chịu bậc kệ à? Bên này. Đây là cái bữa cơm trưa của bà con ăn ở trong cái khu thôn Phiên Tòng này của chỗ gia đình nhà anh Chứ. Hôm nay thì anh Chứ cũng đã tiến hành là bắt đầu nhờ bà con giúp đỡ gia đình mình để mua những cái đi lấy những cái tre cây nứa về tiến hành là bưng xung quanh cái chuồng dê của nhà mình, cũng như là để tiến hành là sửa sang lại cái chuồng của mình ấy. Và hôm nay em Dương cũng đã mua những cái phần chăn màn vào cho gia đình rồi, để ra đây có những cái tấm chăn ấm để đắp vào cái mùa đông lạnh giá này. Thì bây giờ em Dương cũng chúc mừng bận cho em Dương không thể nán lại đây lâu được nữa, còn lại em Dương cũng xin phép là được dừng video này tại đây. Xin hẹn quý vị ở video tiếp theo ạ.